Vì oanh ẩn ý nhắc đến ồn ào đã qua. Với nữ CEO và háo hức thông báo về sản phẩm mới. Mới đây, Vi Oanh đã gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng. Vì cho rằng nữ CEO đã xúc phạm, bôi nhọ mình trên mạng xã hội qua hình thức livestream, dùng từ ngữ khiếm nhã nói về cô như giật chồng, làm gái bao, đẻ thuê. Cụ thể, Vi Oanh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và uy tín cho mình với số tiền 1 tỷ đồng. Cùng với đó, nữ ca sĩ còn làm đơn gửi công an thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu xác minh, khởi tố bà Hằng vì tội làm nhục người khác, vu khống và tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Một tháng trôi qua, Vi Oanh cho biết quá trình kiện tụng vẫn đang được diễn ra và chờ kết quả cuối cùng từ cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, vào chiều ngày 11 tháng 2, nữ ca sĩ còn hào hứng chia sẻ về việc sắp ra sản phẩm âm nhạc mới. Cụ thể, cô cho biết: những gì mà không giết được ta chỉ khiến chúng ta thêm lớn mạnh mà thôi. Cảm ơn nhé, những trải nghiệm tốt xấu mà cuộc đời ban tặng. Sắp tới Vi Oanh có một món quà siêu đặc biệt dành tặng cả nhà. Một ca khúc được chọn làm nhạc chủ đề của một bộ phim nhiều diễn viên hot. Mà quan trọng là ca khúc đó được review là càng nghe càng nghiện. Bài hát gì mà hấp dẫn thế nhỉ? Cả nhà thích Vi Oanh hát nhạc kiểu gì nào? Nhắc chút là Vi Oanh có nhiều bài hit từ nhạc phim lắm này nha. Để cho em khóc, OST phim Vali tình yêu mà Vi Oanh đóng chính. Những điều nhỏ nhoi phim yêu từ thuở nào. Cho em một con đường phim lối sống sai lầm. Trăm năm không quên. Phim Thiên đường vắng em mà Vi Oanh đóng chính. Và một vài ca khúc nhạc phim khác. Tuy không hot nhiều như những ca khúc trên, nhưng rất được chào đón. Vậy bài sắp ra là bài gì nhỉ? Theo đó, Vi Oanh chuẩn bị trình làng ca khúc mới, làm nhạc chủ đề của một bộ phim có loạt diễn viên nổi tiếng. Thông tin trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Ai nấy đều mong ngóng, háo hức về ngày được lắng nghe sản phẩm mới của giọng ca Đồng Xanh. Không chỉ thế, những hình ảnh Vi Oanh chia sẻ kèm theo dòng trạng thái cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong xuất hình lần này, nữ ca sĩ xuất hiện với chiếc váy hồng phấn vừa nhẹ nhàng, nữ tính lại tôn được vóc dáng thon gọn, chuẩn không cần chỉnh của bà mẹ bỉm sữa. Trước diện mạo xinh đẹp và thân hình nuột nà của nữ ca sĩ, khán giả đồng loạt dành lời khen cho cô nàng. Mẹ Oanh ngày càng xinh nha, đẹp như thiên thần em ơi. Vì Oanh đẹp thánh thiện quá, hát bài nào cũng hay, dạng bài để cho em khóc nghe chiêu ngất ngây. Trước đó, Vi Oanh từng khiến một bộ phận cư dân mạng xôn xao khi có mặt tại sự kiện ra mắt phim Bẫy ngọt ngào với sắc vóc kém hấp dẫn và có phần phát phì. Sau khi nắm được những ý kiến trên, nữ ca sĩ lập tức lên tiếng phản hồi, khẳng định cân nặng hiện tại chỉ 47 kg, không hề có nọng cằm.